Từ 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 đã. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ 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 Đập đi, đập đi, đập đi. Ôi, to lắm. Mà giận chạy, nó chạy đấy. Vô đi, vô đi. Làm ai vô đi. Đây, 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 đây. Chết rồi, chết rồi. Con này to lắm. To nhất. Đấy, đuôi, đuôi, đây, đây, thỏ đuôi. Đấy, cầm đuôi đó. Ui, con này to lắm, ui, đấy. Ui, trời ơi. Ui, 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 ui. Mình mát tình nữa nhỉ. Ở đấy. Mình soi bắt mình nhìn thấy ngay không ạ? Đây. Ba con được sống, một con còn hai con. Ui ôi, con sau này, sau này to hơn. Đây, ưu tiên anh cây này làm gậy trống. Mẹ tao cầm cái thì rắn cắn chết. Xin chào tất cả mọi người. Tối nay anh em tiến hành đi bắt rắn. Đây dẫn đầu là em Đoàn. Chuyên gia bắt rắn. Mình thì sợ lắm, mình không dám bắt đâu. Mình đứng sau thôi. Đây anh em tối nay thì bắt rắn thì cầm theo mỗi người cái gậy thôi. Mình cũng chưa biết con rắn gì nhưng mà cũng vẻ ghê ghê. Đây ba anh em. Đấy, mùa này bắt đầu nắng rắn bò ra đúng không? Đúng rồi. Ấy, mình không biết đâu. Nay mình đi theo anh em bắt rắn thôi chứ mình chịu đâu, sợ lắm. Nhìn nó chạy mất dép rồi. Cái này rắn giá ngày thấy đâu, tối đâu ngủ đấy luôn đấy. Em bắt rắn giáo đấy chứ, hổ mang chắc không có đâu đúng không? Đây mỗi anh em một cái gậy. Gậy tre. Chắc chặt cái này không có ở đấy. Đang đi ở trong bụi chuối này. Rắn này thường ở chỗ nào em? Nó ở bụi này này. Nằm trên bụi cây á? Ngủ trên bờ rậu luôn. À. Đấy nó ngủ. Đấy, rắn thường ngủ trên bờ rậu này. Chỗ nào rậm rậm tí, chỗ này mới chặt. Nhưng mà rắn ban đêm nó không chạy mấy đúng không? Ngủ chết rồi. Ban ngày nó chạy nhanh lắm, rắn giáo này. Nó quấn tròn một vòng rồi. Nó ngủ cũng ngủ mà, đầm phát chết tòi luôn. Rồi, mình đứng ngoài xem bạn. Đây có một con. U đâu đâu. U đâu đâu. Anh xem nào, to không? Ui. À da. Đây đây một con đấy, từ 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 để anh bé dí sát vào máy quay nhỉ. Để anh quay. Ui con này to hết đây. Ui rồi. Thôi nào. Ui. Mình vừa đến đây phát đã thấy con rắn này. Con ui. Đâu đâu đâu. Ui, con này to đấy. Con này con này thần lằn sao chứ, con này thần lằn. Thần lằn cũng ăn được anh. Con này thần lằn, con này thần lằn, con này rắn. Thần lằn ngon đấy anh ạ. Thế đây con này rắn này. Ui. Nó ngủ à? Ui này con này được đấy, con này. Anh em xem con này ghê quá, mình lần đầu tiên bắt rắn nhìn thấy ghê. Nhưng đây rắn giáo thôi, không có độc đúng không? Không độc. Ui, nằm im. À, rắn rắn này. Nó ngủ nó cuộn tròn rồi. Đi rồi, đi sao rồi? Đâu vẫn vẫn trong đấy vẫn nằm im cuộn tròn nó đi được không? Còn bên kia là con thần thần lằn. Thần lằn kia đâu. Thần lằn ăn ngon mà. Con thần lằn ngon lắm, đây con này rắn mối này. Ui con này ăn ngon lắm, bắt đấy. Nhưng mà không mang túi đựng à? Tí nữa cho anh cầm tay. Ui. Ê thằng kia. Đập đây bắt đây mày. Bắt kìa, từ từ. Bắt không nó chạy mất đấy. Không chạy được. Ủa này, rắn giáo ban ngày chạy nhanh lắm, mà đêm đi ngủ nhỉ? Lạ nhỉ? Ông nào phi xe ra đấy đoàn? Nam. Nam à? Dù Nam à? U này. Anh đập con rắn em, đập con thần lằn em một phát, hai ba đập nhé. Thần lằn vô được mà, cần gì? Thần lằn có mà vô được chết đâu. Đâu không? Đập. Bắt đầu được đoàn ấy. À Nam ấy.
con này lên, đứng lên bên này vô được mà. Để anh đập con này nào đoán đi. 1 2 3 nhá. 1 2 3. Con này hết chạy rồi. Con này hết chạy. Con thằng ăn được á? Ăn ngon à. Con của em đứt đuôi rồi. Đứt đuôi không thấy con đâu á? Không. U. Một em. Rắn rắn giáo. Con thằng của em có mỗi đuôi á. Đây đuôi đâu đây? Thân ở đâu nhỉ? Thân nó chạy rồi. Không ai đập chết rồi. Chết đâu chết, chết đi đâu. Không vớt trên cây đâu. Ui giời, rắn giáo. Chọc đập cái đầu anh cái thì nó cắn anh nha. Con này bé quá. Đâu? Cầm lên xem nào. Tìm mấy con nữa mà. Ui. Đó này, à Nam. Tí đi đi, tí đi chỗ ấy khu nương nương nhà em ấy, anh thấy một con nó hay bơi bơi đấy. Kiểu gì ở đây cũng có con. Con này đây Nam. Đây. Không mang cái gì được à với thằng này. Đây đây. Ui, rắn giáo, rắn giáo này. Đây đây. Này, thấy chưa? À, rơi xuống đất rồi. Con này ăn được á? Ô, nó chạy rồi. Nam. Bắt sống. Mẹ. Đây, khuyên cáo anh em đây toàn chuyên gia bắt rắn nhưng mình không biết đâu nhá. Đúng cái thằng, nó bảo thấy thì còn thêm. Ui. Con này bé thật. Ui, bé con gì rắn giáo này thôi. Không, rắn giáo to hơn. Cho một nồi là ngon rồi. Đây, 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 đây. Một em chim sâu đang đứng chơi đây. Không có tổ à? Đây. À, ngủ dưới tiểu lá chuối này. Hay nhỉ? Bé quá. Chim sâu. Thôi, ở đây ngủ nhá. Đây, một con chim sâu đang trên tiểu lá chuối này. Thôi, kệ nó, cho nó ngủ. Mình đi bắt rắn thôi. Bắt thì tưởng khó lắm, dễ thôi nhỉ. Nhìn thấy rắn mà thấy phát bắt thoải mái mà. Nó thấy không thôi. Ôi chậm thôi. Đây rắn nó thường ngủ trên cái bờ này. Mình không biết soi, mắt kém lắm. Giật mình ấy. Nó không đoạn thấp này đâu, nó ngủ cao phết đấy. Tôi là thoáng cho nó ngủ đấy. Nhiều cặp nong này anh ơi. Đâu? Thì bộ ban đêm thì chỉ có hai cặp nong thôi, gặp nong thôi. Sọc vàng sọc đen á? Ừ, đấy. Đêm này nó hay đi ăn ếch nhái này. Ui, toàn ban đêm rồi. Trước con đi bắt ếch gặp con rắn dí dắm mà sợ thật. Khiếp vía luôn. Có không? Mình thấy cái gì xào xào. Dưới mèn nhỉ. Cao đập vào mắt à? Đây rồi. Nó đưa thật xem nào. Thật. Thế này mà không cho thấy. Đây, đây. Đấy đèn mày vàng. Đèn đang soi nó thấy luôn. Con này to đấy. Con này quỳ rồi. Nhanh nhanh nhanh. Gậy gậy cao. Ôi gậy quỳ đéo đến đâu. Vứt ra một cái gậy rồi. Bên kia rồi. Bên nào? Vứt đi rồi. Ném mẹ một sâu. Không đến đâu. Không đến đâu anh Đoàn này. Đấy Đoàn này. Con này to đấy. Anh lấy cái gậy kia. Từ không đến đâu. Có cái gậy nhỏ nhỏ á. Hay là. Thôi, quý cầm. Ủa con này. Không có cái này to sọc phát nhỉ. Có cái kẹp ấy nhỉ. Kẹp bên này. Ôi, kêu bọn mắt rắn anh nhỉ. Kia rắn kìa. Toàn đợi ai kia. Vâng. Đấy. Lại phát hiện một con rắn. Ấy, rắn cá đi. Rắn đi bắt rắn mà sợ rắn à? Bắt rắn mà sợ rắn đây. Chú bỏ đây xem nào. Ui. Dài. Tết đấy. Ui. Nhưng mà mỗi tội hơi bé. Anh vứt ngay xe máy hay vứt đâu ấy? Không, vứt ở đầu bên kia thôi. Anh Toàn ơi. Xe em có con dao ấy. Anh có chặt được cái cây khác dài dài mà bé bé hơn thì chặt. Cây này, cành này to quá. Cây này to quá khó. Nam kìa, nghe. Há mồm ra. Há mồm ấy nào. Con này bằng con này thôi, ngang cơ thôi. Đây 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 đây. Ui chạy. Mèo bị sao cho rắn. Ui. Nào. Ê rồi nào. Ui giời ơi. Chạy nhá. Mất rồi à? Đâu 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 đâu. Bỏ được chưa? Bỏ được chưa? Đi rồi. Mất rồi à? Đâu một thằng nào. Chạy mất rồi. Rách ruột rồi, bụng rồi. Thế mà chả ai chạy lên đây đập xuống nhanh.
nam ở dưới đấy tưởng vô được rồi. Nhiều đi không? Tí thế. Cứ bảo to hơn. To hơn. To hơn mà. Đi rồi. Đi nào vậy? Đây, thanh niên vô rắn chạy mất rồi. Tí đấy. Về một tay bắt xin rồi. Hoài ra đâu sợ đó. Nó không sợ. Nó cắn thì đau à. Sợ sợ sợ. Kéo kéo đuôi chắc đâu. Cũng ngoảnh đầu lại thằng này thả mẹ. Thôi, sống một con đi. Ghê lắm. Tối nó vô hại rồi anh. Con rắn tương đối to. Nhưng mà trượt, vô trượt, đi bắt rắn nhưng vẫn sợ rắn. Ui, con gì đây? Mẹ. Cái gì đây? Tưởng đập, nó tưởng đập con rắn. Đâu? Đi đây, đã thế, chân càng bẩn như con này. Con gì đây? Ếch ngoé thì có ếch kìa này có anh. Mũ của ai đây nhỉ? Lấy đội được không nhỉ? Có phải người chết với đạn em đấy. Mà thôi anh ơi, đừng đội. Thật trước em có bọn anh kéo lắm. Ui ghê, cái này cái mộ sao ạ? Đâu? Ngửi mùi này đã thấy thơm rồi nhỉ? Ăn được không anh? Không nói anh đi câu cá anh vặt này. Mà nó chưa ngọn này, ngọn nhanh thế. Anh vặt đi cũng vặt đấy ạ. Ừ, không nói anh câu cá dưới này này. Anh câu với Vũ cũng nè. Ờ, cũng này. Cái này có mấy con chép to lắm. Câu được không? Ngọn câu mấy mà kia có mấy con cá rô. Đây, rau, rau thối này. Đặc sản đấy nhờ. Đặc sản. Có canh rắn ạ? À? Canh rắn. Đứng. Cái này phải có sừng ung. Cần cái ung. Đây 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 con này. Con này bằng nãy rồi. Về nha, đập nha. Đập đi. Hãy đợi con kia đến. Còn ai đến nữa. Chết. 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 Đưa đưa đưa. Đầu đầu. Ui, đầu ngay đây là mấy dưới. Ây. Ây. Rồi được rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi được rồi. Cắn đâu. Quay đầu được. Tí nhìn thằng kia sập đất thì buồn. Được, thôi được rồi. Đấy. Một em nữa, hai em. Ôi. Con này to hơn kia tí. Đấy, mặt tình hết nhỉ. À. Hai em. Như nhau đấy nhỉ. Ừ. Chắc tầm này thôi, bé này thôi. Đứt đuôi luôn à? Đuôi, anh đập cắt đuôi. Sao? Ui. Hai em. To. Ông bố cắp bắp chân mà. To lắm. Mày cứ đùa tao. Ui. Sắp được cân rồi. Con này phải nửa, lạ, nửa cân. Ấy. Đặt hết cái cây kia chưa? Ba con thì sổng một con, còn hai con. Kiếm cái lá chuối mà gói nam. Ăn lá chuối này nam. Ui ôi, con sau này. Sau này to hơn. Dài hơn. À, nó ngắn hơn nhưng mà nó mập hơn. Mẹ như những âu. Ngang nhau. Nó bằng sinh này. Bằng nhau. Con này như con lúc đấy đoàn đục đập ấy. Bằng con đấy chắc tầm này, toàn tầm này thôi, không có nhiều đâu. Anh ơi. Ấy ạ. Ui, nóng thế, mày làm ấy, gì? Rau thối. Rau này nóng. Rau thối. Thế lúc ấy nó ngủ cái chuối à? Ừ, nó ngủ lá chuối. Lá chuối á? Đâu? Cả cọng chuối em, anh đập cọng chuối. Chết nhá, người ta đập. Từ 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 từ. To, to, to. Từ 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 đi anh. Đập đi, đập đi. Chết, chết rồi, chết rồi. Con này to lắm, mà giận chạy nó chạy đấy. Vô đi, vô đi. Nam ơi, vô đi. Đây, 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 đây. Chết rồi, chết rồi. Con này to lắm. Này to nhất. Đấy, đuôi đuôi đấy, thò đuôi đấy, cầm đuôi đó. Ui con này to lắm, ui đấy. Ui trời ơi. Ui 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 ui.
Mình mát tinh nữa nhỉ. Ở em ở đấy chả đi thấy đâu. Mình soi bắt mình nhìn thấy ngay không ạ? Đây rồi. Đây cũng được. Mắt kém. Rồi. Mình bảo sao mẹ cuộn tròn xoe to đấy. À đây. Chứng tỏ soi rất dễ đúng không anh? Ôi ôi này. Con này phải dài 1 mét. Gấp đôi con kia rồi. Đây. Con này dài 1 mét luôn. Ôi giời. To đấy con này. Ôi. Ôi, thấy chưa? Ghê. Đấy. Đấy, đấy anh bảo là nó cứ sờ sờ với thân em. Ba con. To rồi. Chú cầm lên xem nào. Ấy. Ôi, chất lượng à. Được 3 con to như con này nhỉ. Con nãy nữa 4 con thì sổng con. Không gì. Thôi con sổng đấy lọc. Sổng đấy nhưng mà thằng kia nó bắn lòi ruột rồi. Làm gì? Bây giờ thằng ba gửi về. Từ 1 rưỡi đi về. Thì làm xong ba về. Ui, ui, ui. Ui, nặng phết chỗ này cân đấy nhỉ, hơn cân đấy. Cân, cân. Có cân không? Cân, 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 cân. Nhưng có cân không? Không anh, lấy rổ ra đi, nhặt cái đâu, rút, 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 thành quả của mấy anh em đi bắt rắn tối nay. Rồi sau đây anh em chế biến để tay kia. Làm bữa thịt rắn. Ui, dùng tay cơ. Tay chưa? Tay cứng hết nhỉ. Xem chú bây giờ mổ mổ đi. Mổ à? Cổ em. Đấy. Toàn các đầu bếp xin mổ mẫm các loại. Cái gì đấy? Đuôi lươn. Sổng một con rắn mối một con kia gồng nhỉ. Con rắn mối cho cái to phết. To mà béo. Bảo anh Toàn đập đập anh Toàn đéo đập. Con người ta đập chả béo. Mày bắt chị. Chị tía gì vừa cầm hát, cầm nó chạy mẹ rồi. Này mày không thấy ấy. Tại mày. Đây gọi là lên mạng gọi là bé na đấy không? Không gọi là rắn nữa. Bé na phiên bản. Ừ. Cắt đầu đã mày. Bé na. Ta lên ra to nhé. Bé cũng được. Ta làm mình bắt đầu. Rồi. Giờ lại tí uống nhé. Ui bữa đó kỹ mặn. Còn canh nữa mà. Rắn nấu canh. Người ta gọi là canh rắn. Thấy cối như thế này. Ui đây nồi rắn đã xong rồi. Tôi xin mời mọi người đây. Thơm lắm. Ôi. Thơm thơm. Ô tưởng nào. Ôi thì đủ chế được nhỉ. Đấy. Rắn phải nấu kiểu này mới là nguyên chất nhỉ. Đấy nấu kiểu này ngon. Nguyên chất rồi. Thơm lắm. Đây, mỗi miếng một chén rượu. Đồ tao bát thì phải cho cái này rồi. Đấy, bộ kia vậy. Đây anh em bắt được rắn rồi. Bắt này để tí nóng nóng này. Để cho cái đồ đi. Thôi mình thử miếng xem nào. Xin lỗi anh em nhé, thử miếng trước nhé. Thôi rắn, rắn ráo. Tự nhiên nè. À chứ không bắt nữa. Đã không bắt nữa. Đẹp. Toàn có đâu. Còn mỡ chai rồi anh. Giòn lắm, ngon lắm. Nè. Không mềm mà không dai đâu. Có ai hơi đỡ con. Tuyệt vời ấy. Nó giòn giòn lắm. Làm được ấy. Ăn được. Thôi. Tuyệt vời. Tất cả anh em bắt rắn. Nào thì bắt nữa nhỉ. Nó nằm bữa
Nay là bị phá bờ, người ta phát nhiều quá. Phá hết là mấy bụi kia nhỉ? Rồi,